Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chưa có về mà bộ bàn hột xoài nha cô chú chị mình ha, với đồ gốm, đồ đồng để giao lưu với cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước. Đây là mã số 1 đầu tiên, đó chính là một chiếc xe đạp đó, sườn nhôm nha cô chú chị mình ha. Đó, đây chuẩn đồ xưa luôn, tỷ lệ đồ zin phán được 80 đến 85% là đồ zin, vẫn xài tốt bình thường. Đó, đây chiếc này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn, giá là 6 triệu bao ship cho cô chú chị mình luôn. Đó, là toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, mã số 2 đó chính là một cặp lọc bình. Đó, đây chị mình xem giùm em nha. Đây rất là đẹp. Chiều cao là 95, đường kính miệng là 3 tấc, hoành bụng là 110. Đó, liền lạc là lặn hết. Bao đẹp cho cô chú chị mình luôn. Đó, đây gốm tàu xưa. Cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, còn có mấy cặp duy nhất nha, 6 triệu rưỡi bao ship cho cô chú anh chị mình luôn, là toàn quốc nha. 6 triệu rưỡi bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số 2, mã số 3 đó chính là một vò cặp kim kê. Đó, chiều cao. Cao là 64, đường kính miệng của nó luôn là 1 tấc 9. Hoành bụng lớn nhất của nó luôn là 89, liền lạc lành lặn này là một cặp nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Cặp này là 3 triệu rưỡi bao ship cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, còn một cặp duy nhất. Bao đẹp của cô chú chị mình luôn. Mã số lên luôn, để lên luôn. Mã số 4. Đó chính là một chim chỉ qua mẫu đơn, cặp này qua văn quả tiết dẻ tay. Đó, liền lạc hết trơn. Chiều cao. Cao là 45, đường kính miệng là 1 tấc 3. Hoành bụng này lớn nhất của nó luôn là 70. Đó, cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, cặp này là 3 triệu rưỡi luôn, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 3.500.000. Mã số 5. 2, 4, 6, 8, 10 cái. 10 cái dĩa nha, lộn xộn. Đường kính là 1 tấc 4 cho đến 1 tấc 6. Đó, châu Âu xưa 10 cái. 10 cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, cũng có giá là 600.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 6, đường kính là 2 tấc 1. Đó, cái này thì cũng có gồm có là 2, 4, 6, 8 cái. Cũng là châu Âu xưa luôn, lộn xộn nha. Đó, đây 8 cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, giá là 600, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây tới mã số 7, 4, 4 cái, châu Âu xưa luôn. Đó, qua văn vẽ tay không nha cô chú chị mình ha, đường kính 2 tấc 4. 4 cái này cũng giá là 600, mã số 7, bao ship cho cô chú chị mình luôn nha. Mã số 8 đó là, này là của tàu xưa, đó, 4 cái nha. Cái này có 4 cái thôi, đường kính là 1 tấc 2, chiều cao là 6 phân. Rất là nhẹ, 4 cái này thì có giá là 400.000, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Mã số 9 đó chính là một bộ tách trà 6 ly 1 bình. Chiều cao quá là 1 tấc nha cô chú mình ha. Đó. Nguyên si là lặn luôn. Bộ này thì em giờ gồm có là 6 ly nha cô chú mình ha và 1 bình. Đó, một bộ như vậy. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, cũng có giá là 800.000, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Mã số 10, một cái tiềm. Đó, đường kính nó rất là lớn nha cô chú chị mình ha. Đường kính là 2 tấc rưỡi. Cái tiềm này giá là 700, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Gốm Nam Bộ xưa. 10 cái chén. Đó, lái thiêu xưa, đường kính 1 tấc 1. 10 cái này thì giá là 500. Đó, mã số 11 nha. 500 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Mã số 12, một cái tiềm Nhật xưa, chuẩn đồ xưa nha. Đường kính là 2 tấc 4, chiều cao của nó luôn là 1 tấc 3. Cái tiềm này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, giá là 700, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Mã số 13, chiều cao của nó luôn á là 50. Đó, bề ngang của nó luôn là 50 luôn. Đó, đây tấm bình phong rất là đẹp luôn nha quý vị mình ha.
liền lạc lành lặn luôn. Ốc thì vàng chanh đỏ lửa, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Còn một tấm duy nhất em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, 5,5 triệu bao ship cho cô chú anh chị mình luôn là toàn quốc nha. 5,5 triệu bao phí ship. Một cái bằng ủi con gà đồng cán đồng, bằng ủi chất liệu bằng đồng luôn. Này tầm khoảng cả 2 kg chuẩn đồ xưa. Đó. Đây, cái này là giá là 1,3 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Một cái nón hội đồng xây chung chuẩn đồ mũ pháp xưa nha. Đây là chuẩn đồ xưa cho quý anh chị mình luôn. Liên lạc lành lặn bao đẹp như vậy mình luôn nha. Giá là 2,3 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số 15. Mã số 16 đó chính là một cái đồng hồ của Đức. Đó. 12 gông 12 búa, máy là 13-26 máy lớn, cao là 2 m. Rất là đẹp nha cô chú mình ha, liền lạc lành lặn hết. Bề ngang lớn nhất của nó luôn là 55, nhỏ nhất của nó luôn là 49, 12 gông 12 búa, máy lớn, bao đẹp chú anh chị mình luôn. Gin 100%. Đó, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, giá là 22 triệu bao phí ship. 1000 cây số cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đặc biệt máy móc em bao xài nha. Đó, bao cho cô chú anh chị mình xài thoải mái vô tư. Mã số 17 đó chính là một bộ bàn 5 ghế, một bàn chuẩn đồ xưa. Không đúng đồ xưa em tặng của chú chị mình làm kỷ niệm nha. Đó, bàn hột xoài. Chiều dài cái bàn này là 1m33. Bề ngang là 68, lọc phát, dày là 3 phân. Liền lạc là lặn vẫn xây được nha chú chị mình ha. Bàn một chân. Đó, 3 chân một trụ. Đây, vẫn xây tốt bình thường. Vẫn xài tốt bình thường nha, 5 ghế nha của chú chị mình ha. Đó, giá là một cái bàn này và 5 cái ghế là 21 triệu bao phí ship 1000 cây số cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã mua số Thanh Triệu rất nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.